Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng cơ khí để giới thiệu anh em. Đợt này mình có về được 5 cây kìm mở phe của Nhật Bãi. Trong này là những cái mẫu kìm mở phe rất là thông dụng để anh em ta làm nghề từ mở xe máy đến mở ô tô. Đầu tiên là cái mẫu số 1 này là của hãng Lucky, chuyên mở những phe nhỏ ô tô và cũng xe máy được luôn, và những cái chi tiết phe máy khác. Dòng này dòng cũng khá phổ thông, sử dụng rất là nhiều. Mình bán của hãng Lucky, bán với giá là 150 ngàn, chưa phí vận chuyển. Cái mẫu số 2 đến từ hãng Kyoto, này là chuyên mở cho những cái ô tô này và những cái phe máy lớn, là có sử dụng cây này là vừa tầm. Cây này mình bán với giá cũng là 200 ngàn, chưa phí vận chuyển. Cây số 3 là cũng giống vậy nha anh em, cũng của hãng Kyoto luôn, hai cây này không khác gì hết, đều đồng giá là 200 ngàn, chi phí vận chuyển một cây. Cây số 4 thì cái dòng này cũng là mở phe lớn, cũng dòng mở phe ô tô luôn đó, của hãng Lucky. Và mình bán với giá là 200 ngàn, chưa phí vận chuyển. Và có một cây cũng khá là đặc biệt. Cái cây này phải nói là khá khủng long. Chắc mở phe ô tô mấy cày rồi mấy cuốc rồi. Cái dòng này là cái dòng kia loại mọt cong, véo, chuyên mở những phe lớn. Anh em sử nào mà chuyên mở những phe mấy cày hay mấy cuốc ấy, và sử dụng cái cây kìm to này, nó rất là to, chiều dài cũng cỡ 30 và mấy phân, đường kính mở rộng mình chắc cũng cỡ 6 phân, thì mình bán với giá là 300 ngàn, chưa phí vận chuyển. Anh em quan tâm cái mẫu kìm phe nào thì liên hệ bên phía mình, tất cả đều là hàng Nhật Bãi chuẩn xịn của nội địa Nhật sản xuất hết, chất lượng rất là tuyệt vời. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào quan tâm những cái kiểm phe bãi này thì liên hệ mình. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.